Xin chào tất cả các em. Với chương 1 khi chúng ta học về các loại hợp chất vô cơ, chúng ta đã được đi tìm hiểu về tính chất hóa học của các hợp chất bao gồm có oxit, oxit axit, oxit bazơ, học về tính chất hóa học của axit, bazơ hay là muối rồi. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập lại hệ thống lại các đơn vị kiến thức mà đã được học trong bài học trước. Ở bài học trước chúng ta đã có thiết lập được một sơ đồ, một mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ rồi. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào luyện tập luôn. Bài tập đầu tiên đó là có các chất sau, bao gồm có đồng, đồng oxit, lưu huỳnh trioxit, natri carbonate và bạc nitrat. Những chất này có thể, những chất nào trong số những cái chất này có thể tác dụng được với axit, chất nào có thể tác dụng được với bazơ. Thế thì đầu tiên với ý A, tác dụng với axit. Chất mà có thể tác dụng được với axit thì chúng ta sẽ cùng nhớ lại về phần mũi tên từ axit về muối. Đó là axit có thể tác dụng được với oxit bazơ, tác dụng với bazơ, tác dụng với muối hoặc là tác dụng với kim loại. Được chưa? Vậy thì ở đây ta sẽ cùng phân loại. Đầu tiên là với đồng. Đồng là một kim loại. Tuy nhiên, đồng lại là một kim loại hoạt động yếu. Vậy là đồng không thể tác dụng được với axit clohydric. Được chưa? Thứ hai đó là oxit bazơ có được, ở đây chính là đồng hai oxit CO. Vậy phương trình phản ứng đầu tiên chúng ta có thể viết được đó là oxit bazơ tác dụng axit sinh ra muối và nước. Đồng oxit tác dụng với axit clohydric để chuyển thành đồng hai cloruro và nước. Thứ ba đó là SO3. SO3 thì đương nhiên không thể tác dụng với axit rồi. Na2CO3. Na2CO3 là một muối. Vậy muối này có thể tác dụng với axit clohydric không? Nếu chúng ta chưa biết chắc chắn là phản ứng giữa muối với axit này có xảy ra hay không thì chúng ta sẽ viết thử ra nháp trước. Và ở đây phản ứng giữa axit với muối thì sẽ tạo thành muối mới, đó là NaCl. Và axit mới tạo ra đây chính là axit của cốc carbonate, đó là axit carbonic H2CO3. Tuy nhiên H2CO3 là một axit rất là yếu, vì vậy lập tức bị phân hủy để chuyển về nước và khí carbonic. Vậy thì phản ứng này có xảy ra khi axit tác dụng với muối sinh ra khí, đó là khí carbonic. Phương trình thứ ba nếu bạc nitrat thì sao? Bạc nitrat có thể tác dụng với axit clohydric không? Chúng ta cũng sẽ thử viết trước. Nếu mà có hình thành cái tủa, có hình thành thì khí thì phản ứng có xảy ra. Còn nếu không có thì mình coi như phản ứng không xảy ra. Ở đây sau phản ứng đổi trao đổi thì chúng ta sẽ thu được sản phẩm đó là bạc clorua và axit nitric. Và đây bạc clorua là một chất kết tủa màu trắng. Vậy là phản ứng này có xảy ra. Vậy với câu A chúng ta có 3 phương trình phản ứng. Và đến với câu B. Chúng ta sẽ xem là có các chất nào có thể tác dụng được với bazơ tan là natri hydroxit. Đầu tiên đó là đồng, không được. Đồng 2 oxit cũng không được vì đó là oxit bazơ, không thể tác dụng được với bazơ. Tiếp theo đó là lưu huỳnh trioxit. Lưu huỳnh trioxit là một oxit axit có thể tác dụng được với dung dịch kiềm sinh ra muối. Ở đây cô lựa chọn đó là tạo ra muối trung hòa natri sunfat và nước. Phản ứng thứ ba, phản ứng tiếp theo là phản ứng của natri carbonate tác dụng với NaOH, natri hydroxit. Phản ứng này liệu có xảy ra không? Phản ứng giữa bazơ với muối này có xảy ra không? Thì ở đây không xảy ra. Không phải là cứ bazơ nào cũng kết hợp được với muối. Vì ở đây bazơ này và muối đều là của kim loại natri. Vậy là sẽ không có phương trình nào xảy ra cả. Và tiếp theo đó là với muối bạc. Bạc nitrat tác dụng với natri hydroxit. Phản ứng này có xảy ra hay không đây?
chúng ta sẽ thử đổi chỗ, và đổi chỗ thì chúng ta sẽ thu được bạc hydroxit cộng với và thu được muối natri nitrat. Phản ứng này chúng ta có thể coi là xảy ra. Tuy nhiên là bạc hydroxit là một chất kém bền, lập tức sẽ bị phân hủy chuyển về bạc oxit. Tuy nhiên nếu mà về xét phản ứng giữa bazơ với bazơtan với muối thì phản ứng này vẫn có xảy ra khi tạo ra một cái tổ màu đen. Nhưng mà cái tổ này thì cũng đã lưu ý rằng là AgOH không bền, lập tức sẽ bị chuyển về Ag2O, bạc oxit. Nhưng mà với chương trình chúng ta sẽ vẫn viết đúng phản ứng giữa bazơ tác dụng với axit. Chúng ta sẽ sang với bài tập số 2. Bài tập số 2 đó là có 5